Xin chào mọi người, clip hôm nay mình sẽ review cho mọi người bộ băng tiếng và bộ voi trong bộ Scramble mới nhất của dòng đàn SX600 tại nhà cụ Thiên Hoàng Anh nha. Clip hôm nay thì mình sẽ review và sẽ demo một số cái voi tiếng trong cái bộ Scrambler này. Nếu như mọi người mua đàn SX600 mà chưa có cài được dữ liệu hay cho cái đàn của mình thì hãy liên hệ với nhà cụ Thiên Hoàng qua số điện thoại Zalo 0973675251 để được nhà cụ Thiên Hoàng tư vấn cho mọi người nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho mọi người nghe từng voi tiếng trên cái bộ Scrambler này nha. Đây là cái băng tiếng đầu tiên, đó là băng dương ca trữ tình. Nó sẽ có một số voi tiếng mình sẽ thử cho mọi người nghe nè. Là cái tiếng lít sến Dương Hồng Loan nè. Đó, rồi tiếp theo mình sẽ cho mọi người nghe thử một tiếng tranh nha. Rồi, tiếp theo sẽ là một tiếng sáo nè. Sáo này nó có hai lớp nó luyến nha mọi người. Đó, rồi tiếp theo sẽ là một tiếng brass. Brass thì rất là mạnh luôn nha mọi người. Rất là hay nha mọi người. Đây là một tiếng guitar hải ngoại nè. Đó. Rồi, tiếp theo sẽ là tiếng bầu nha mọi người. Đó. Rồi, tiếp theo sẽ là một tiếng nữa, đó là nhị hai lớp, mình đánh xuống nó luyến rất là hay nè mọi người. Đó là trong cái băng dân ca trữ tình 1. Thì bây giờ tiếp theo mình sẽ cho mọi người nghe thêm một cái băng nữa nè. Đó là cái băng trữ tình 2 nha. Đây. Đây là tiếng guitar hồng trà nè mọi người. Đó. Rồi tiếp theo là thêm một cái tiếng cò nha mọi người. Rồi, tiếp theo sẽ là thêm một cái tiếng tranh nữa nha mọi người. Rồi, tiếp theo sẽ là một tiếng guitar sến nè. Rồi, tiếp tục. Đây, mình sẽ cho mọi người nghe thêm một cái tiếng sáo thứ hai nữa nè. Sáo này luyến rất là hay nha mọi người. Rồi tiếp theo sẽ là một tiếng lít nữa.
Rồi. Rồi, vừa rồi là mình đã cho mọi người nghe này một số cái tiếng dân ca rồi. Thì tiếp theo mình sẽ cho mọi người nghe thêm một số cái băng tiếng của nhạc ballad nha mọi người. Giống như là những cái voi như là saxophone và tiếng kèn, tiếng chuông, tiếng guitar nha mọi người. Đây, mình sẽ cho mọi người đây là một cái tiếng saxophone nè. Đấy, rồi đây sẽ là một cái tiếng thì một cái voi tiếng saxophone nữa nha mọi người. Saxo thì rất là nhiều nha mọi người. Đây, mình sẽ cho mọi người nghe. Đây là tiếng saxophone nó luyến nha mọi người. Rồi, tiếp tục. Đây là một cái tiếng bèo, tiếng chuông nè mọi người. Rồi. Rồi, tiếp theo sẽ là tiếng trumpet của trong cái bộ xâm lơ nha mọi người. Rồi, tiếp theo sẽ là một tiếng guitar điện nữa nè. Rất là hay nha mọi người. Đây là voi tiếng piano. Rồi, mình sẽ cho mọi người nghe thêm một tiếng guitar lead nha. Rồi, tiếp tục, mình sẽ cho mọi người nghe qua cái băng số 2 nữa nha, nó sẽ có thêm rất là nhiều voi tiếng nha mọi người. Đây là tiếng harmonica nè. Rồi, tiếp tục. Sẽ còn rất là nhiều cái tiếng guitar lead nữa nha mọi người. Rồi, tiếp theo là mọi người vừa nghe được một số cái voi tiếng Latin rồi, thì bây giờ mình sẽ cho mọi người nghe những cái voi tiếng mà để sử dụng cho dòng nhạc dance, dòng nhạc remix nha. Đây là cái tiếng dance nè mọi người. Rồi tiếp tục. Rồi, tiếng tiếp theo nè mọi người. Nếu như mọi người có nhu cầu mua cái dữ liệu này thì cứ liên hệ với nhà cụ Thiều Gan qua số điện thoại Zalo 097 367 5251 để được tư vấn nha. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bên Thiện chuyên cung cấp sampler cho dữ liệu tất cả dòng đàn Core Yamaha. Bộ dữ liệu gồm tất cả điệu tiếng, voi tiếng, nhạc cụ Việt Nam. Thiện có nhận cài tại nhà tại thành phố Hồ Chí Minh và có nhận cài online gửi USB tận nhà. Nếu quý anh chị ở nước ngoài thì Thiện vẫn có thể cài sampler được. Mọi thắc mắc mọi người có thể liên hệ qua trung tâm âm nhạc Thiện Organ, nhà cụ Thiện Organ, số điện thoại 097 367 5251. Thiện Organ xin chân thành cảm